Thưa quý vị, hiện tại thì siêu bão số 3 đã đi vào đảo Hải Nam Trung Quốc và còn cách đất liền Quảng Ninh hơn 400 km về phía đông đông nam. Nhưng ở rìa xa của bão thì nhiều tỉnh thành phía đông bắc bộ chiều nay đã có mưa dông mạnh. Tại Hà Nội thì mưa dông vào khoảng lúc 16 giờ chiều nay đã khiến một số cây cối gãy đổ, gây ảnh hưởng đến giao thông và một người đã tử vong do bị cây bật gốc và đè chết. Dự báo là từ đêm nay thì bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Bà con cần khẩn trương gia cố lại cửa sổ, cửa ra vào, đặc biệt là cửa kính thì cần dán băng keo để có thể phòng gió lùa, giật vỡ, bịt kín các lỗ thông gió, đầu hồi, dọn dẹp ban công và hạ thấp các chậu hoa, giỏ hoa, hoàn thành những công việc này trước 21 giờ tối nay. Các thông tin về cơn bão số 3 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình hôm nay, cùng với đó là các nội dung đáng chú ý khác. Các địa phương huy động tổng lực ứng phó với bão số 3, một trong những cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay khi tiến vào vịnh Bắc Bộ. Bão số 3 với tên gọi quốc tế là bão Yagi đã đổ bộ vào đảo Hải Nam Trung Quốc. Hơn 400.000 cư dân tại đảo Hải Nam sơ tán để đảm bảo an toàn. Hiệu quả của chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 giúp người dân thoát nghèo bền vững và đã thoát nghèo thì không tái nghèo. Thưa quý vị, chiều nay sau khi đi vào đảo Hải Nam Trung Quốc, bão số 3 vẫn đang ở cấp siêu bão là cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo đêm nay bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ vẫn rất mạnh, cấp 14, giật cấp 17. Sau đó, trưa đến chiều mai sẽ đổ bộ đất liền Bắc Bộ. Cảnh báo vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm nay, cả vịnh Bắc Bộ gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải, gió mạnh dần từ cấp 8 đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trên đất liền từ đêm nay gần sáng mai, ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền phía đông bắc bộ gồm thủ đô Hà Nội cũng có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Từ đêm nay đến ngày 9 tháng 9, mưa sẽ lớn hơn và mở rộng ra khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa. Tổng lượng mưa lên tới 100-350mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị. Đến thời điểm này, đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã kêu gọi được hơn 120 tàu thuyền về tránh bão. Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với chính quyền địa phương cầu kéo các phương tiện lên bờ và hỗ trợ các chủ phương tiện dây để có thể chằng buộc cố định phương tiện đảm bảo an toàn. Lực lượng biên phòng phối hợp với trạm radar 490 đã nắm được các phương tiện đang hoạt động trên biển, đồng thời cùng với địa phương thông báo cho thuyền trưởng tàu thuyền đang di chuyển, phòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ đã chỉ đạo thông tin trực canh 24/24 giờ, tổ chức lực lượng phương tiện thường trực và thành lập đội cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm lệnh cấm biển. Trước, trong và sau bão, ngành điện tỉnh Quảng Ninh sẽ ứng trực 100% quân số, đặc biệt là các tổ thao tác lưu động luôn trong trạng thái cơ động, sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh. Trong sáng nay, thì công ty Điện lực Quảng Ninh đã cử 4 đoàn kiểm tra tại các đơn vị điện lực trực thuộc trên toàn tỉnh, chỉ đạo kiểm tra rà soát toàn bộ lưới điện, công trình kiến trúc, khẩn trương khắc phục tồn tại trước khi bão đổ bộ. Nhân viên điện lực đã rà soát kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất của các trạm biến áp, các tủ điện nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng. Nhân lực và vật lực của ngành điện đã sẵn sàng ứng trực đề phòng sự cố phát sinh, kịp thời khôi phục cung cấp điện. Do hoàn lưu trước bão Yagi, khoảng 3 giờ chiều nay, Hà Nội nổi cơn dông, mưa xối xả trong khoảng 30 phút, khiến nhiều cây xanh gãy đổ, trong đó cây phượng ở quận Hoàng Mai đã bật gốc, đè chết một người phụ nữ. 3 giờ chiều, trận mây thấp và dày khiến cho bầu trời Hà Nội tối sầm. Mưa rào và dông tại các quận Tây Hồ, Long Biên, huyện Gia Lâm. Sau đó mở rộng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai xác nhận cây đổ trong cơn dông đã đè trúng hai người đi xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Một người trong đó đã tử vong. Còn trên phố Hàng Cá thuộc quận Hoàn Kiếm, một cây cổ thụ đổ chắn ngang đường làm một người bị thương nhẹ. Sau trận mưa dông, giao thông tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội hỗn loạn và ùn tắc.
Rạng sáng nay trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã xảy ra lốc xoáy khiến cây cối bị đổ ngã, nhà dân và mái che trường học bị thiệt hại. Rất may là không có thiệt hại về người. Tại địa bàn xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn đã xảy ra trận lốc xoáy khiến một cây chám cổ thụ bị bật gốc, ngã đổ làm sập mái che và sập một công trình chăn nuôi. Trận lốc cũng làm bay và hư hỏng một phần mái che bằng nhựa của trường tiểu học xã Sơn Hàm. Ngay sau khi lốc xoáy tan, chính quyền địa phương cùng người dân đã nhanh chóng đến giúp đỡ thu dọn hiện trường và khắc phục tạm thời một phần thiệt hại cho gia đình và trường học. Còn tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, trận lốc xoáy cũng đã làm tốc hư hỏng phần mái nhà của một hộ dân ở thôn Lâm Khê. Rất may là không có thiệt hại về người. Xin kính chào quý vị và bà con, đây là chương trình Phòng tránh thiên tai, phương pháp để có thể neo đậu tàu thuyền đúng cách trong khu tránh trú bão. Trong các cơn bão thì nhiều tàu neo đậu ở trong khu tránh trú bão nhưng vẫn bị chìm hay là hư hỏng. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và bà con chú ý, mỗi một khu neo đậu thì sẽ có những đặc thù khác nhau. Khu tránh trú ở đảo thì mức độ kín gió sẽ không bằng ở trong bờ. Khi mà bão đến thì sức gió và độ cao sóng đều dữ dội hơn, nên việc neo đậu cần thực hiện kỹ lưỡng hơn so với cả ở trong bờ. Chúng ta phải neo đậu tàu thuyền theo các quy định chung, nhưng với từng khu vực neo đậu khác nhau thì sẽ có những kinh nghiệm linh hoạt. Để an toàn thì trong trường hợp neo riêng biệt cần phải đảm bảo là quay trở các hướng mà không bị va đập hoặc là mắc cạn. Khi vào khu neo đậu thì neo sao cho mà mũi tàu có thể vuông góc với bờ. Nếu dùng phao bù hoặc là trụ neo buộc dây neo mũi thì xông dây neo ra khoảng là 5 đến 7 mét, sau đó là thả thêm neo đằng lái và buộc vào các trụ neo trên bờ. Không buộc dây neo quá căng để khi tàu lắc không ảnh hưởng đến trụ neo và dây neo. Trong bão thì cấp gió lớn sẽ khiến các tàu dễ va đập và gây vỡ chìm. Đệm chống va, lốp xe treo ở thành tàu hay là mạn tàu và cả mũi tàu sẽ giúp hạn chế điều đó. Hướng mũi tàu về hướng gió, hướng sóng, tàu neo cách xa nhau khi khu neo đậu có ít tàu. Khi có lệnh của người có thẩm quyền, bắt buộc toàn bộ thuyền viên phải rời khỏi tàu, tìm nơi trú tránh an toàn.